đi. Ôi, đông. Ai, đâu anh? Ai, ui giời, mở ra rồi. Còn ngắt lư luôn rồi. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân, như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình, sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy, thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Anh chỗ ơi, sao chim gì hót ghê thế nhỉ? Không biết có con chim gì ấy. Đấy. Mẹ con này hót ghê vãi nhỉ. Quỷ kêu to vậy. Chim này chim gì mọi người ạ? Kêu lạ lắm. Từ nọ anh em mình đi rừng mình chỉ có gặp những chim kêu này nhỉ. Mày không thấy, mày không thấy luôn. Mày biết cái non nước ở đâu nhỉ? Mình đi xa cái bắt đầu mất mẹ. Đi vào cái vườn vải này. Cái chim nó có to không nó hấp thì. Mẹ chim này khả năng chim to đấy. 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 Góc kia, góc hình như cái góc cây keo thôi. Chưa nhìn thấy con đấy lắm rồi. Có thấy đâu nhỉ? Ừ. Đi đi. Ôi. Đâu. Ai. Đâu anh? Ai. Rồi. Xem. Thằng bao. Đi chỗ nào đấy nhá. Ừ. Chỗ nào đấy. Em thuộc đi. Ui. Nhìn thấy kia từ kia. Đâu thấy đâu.
Nhưng mà em nhìn thấy nó trên cây, nó đang chuồn bên dưới. Đâu thấy gì đây? Ồ. Sao em nhìn nó đen xì. Còn nó giảm. Cẩn thận đấy, mà không may nó ấy vào cái cành khô ấy. Ừ. Wow, nó rơi kìa. Ừ. Ủa này họ cắt này phí nhỉ. Cái này ván củi khô cũng hết tiền đấy. Em nghe anh ơi. Dạ vâng. Em bảo gì đấy? Ra tay đây. Đây. Ôi dòng mẹ. Ôi nhưng con này có phải đen theo đâu hả? Con này như xám xám luôn. Xám xám đi. Đây này. Đấy à. Nho. Nho đừng luôn. Ôi giời ơi. Ôi đậu đấy. Đậu đấy. Đậu đấy đúng ngói nó. Ui giời. Quá nhanh rồi. Quận đây. Đâu này. Không, em nhìn nó sọt. Ừ. Đấy, trong cái đuôi. Ồ, đúng con này màu xám rồi. Đéo phải màu đen đâu. Con đen kia là nó chạy mất tích rồi ấy. Ui giời ơi. Này. Thấy chưa? Ui giời. Ui, con này nó dài thật. Đuôi vẫn chưa hết này. Ui giời. Này nó dài quá. Thì chạy nó lên nhanh rồi nhá. Quá nhanh rồi. Đi rồi. Lốp luôn đấy. Kinh mẹ, con nhanh chết. Ui rồi. Thằng đã ăn quá khủng bố rồi. Kinh khủng rồi. Ôi giời. Bộ chạy gớm vậy. Mặt nó kìa, nó kìa nó quấy rồi. Ui giời. Hình đúng rồi, cao rồi. Đó rồi. À, khi mà nó không chạy được là nó tấn công mình ngay này. Hình con này còn cao chơi. Ui giời ơi. Quá khủng khiếp luôn. Ui này. Giời. Em nó bây giờ
kinh thật. Này, ê, nhìn nó cao gớm chưa? Qua cào rồi. Lên thì mẹ con nắc lư luôn rồi. Gớm vậy mày. Nhìn nó thỏ này. Đầu ấy, thì con thỏ ấy. Con không chạy được là bắt đầu con ấy. Ui giời. Gớm vậy. Quá tởm luôn mọi người. Cái này gớm nhỉ. Mà con ngẩng cao thật. Nhìn nó ngẩng. Nó cảm thấy nó không chạy được nữa, nó quay lại tấn công. Ôi giời, nó phun lọc. Đây một người này. Nhìn con rắn kinh khủng chưa. Đây, nhìn nó cam, nó to. Từ chưa, cái thế của nó này. Thế là mình vẫn còn bị lọt mất con đen đấy. Lọt mất con đen đấy. Đây, xong rồi. Định đớp ra. Anh em ơi. Nhắc về nhá. Anh đứng đi. Đó mắt xong. À, 10 này. Cái này cái là nó ấy ngay cái bành nó dẹp lại. Rồi. Ôi mời nhá. Thì cái video này anh em mình xin kết thúc ở đây thôi. Thì để mình cho con này vào túi. Con này nó rất là nguy hiểm luôn mọi người. Con này nó cắn ối ôi luôn. Đấy. Ai à? Dạ, gớm thật, kinh thật. Thôi, thì xin chào cả mọi người nhá. Đấy.